Thấy đông quá này mà cô cái bán bánh Bá Trạng này thấy bán cũng hơi vắng nè, lại ủng hộ cô thử. Bánh này bánh gì vậy cô? À hả? À. À. Dạ. Dạ, là bánh mặn ha, giống bánh chưng vậy ha. À, cô bán này bao nhiêu cái? Hả? 50. À 50. Một cái hả? Cô lấy con một cái đi. Em chào các chị và các bạn. Hôm nay là ngày Tết Tô Ngọ ở Sài Gòn. Hôm nay mình đi dẫn các chị bạn đi tới khu chợ Hòa Bình. Khu này có cái tiệm vịt quay Vĩnh Phong. Hôm nay mua vịt quay cho cả anh em ăn, cả công ty ăn, chơi cho vui, giống như ăn Tết vậy đó. Rồi sẵn quay cái không khí chỗ chợ vịt quay này tấp nập cho bà con xem chơi nha. Ở đây bán rất là đông, đặc biệt mấy ngày lễ là chen chúc nhau, rồi bốc số chờ xếp hàng mua chứ không phải bình thường. Ngay đây là bệnh viện chấn thương chỉnh hình sụn chính ngày xưa. Đó cái chung cư. Hôm nay quay bằng điện thoại nên hình ảnh nó hơi rung giật tí. Bà con thông cảm nha. Đây quán cơm bên kia mở rồi kìa. Cơm 961. Trần Hưng Đạo. Bữa giờ quán nó nghỉ lâu lắm mà hôm nay mới mở lại. Hôm nay bạn Quân là tài xế. Đó. Rồi mình đi Trần Đạo tới Bùi Hữu Nghĩa, mình quẹo phải vô ha, nếu mình quẹo trái là mình vô chợ Hòa Bình. Chúng ta đang ở giao lộ Phan Văn Trị và Bùi Hữu Nghĩa. Nơi đây có quầy Vĩnh Phong. Nay chưa dịch. Chị bên đây không có chưa có dịch đó chị. Chưa dịch đó. Qua liền không có nhiều. Đông quá chưa có dịch luôn. Mà còn đứng đợi quá trời luôn nè. Phát hành bốc số kìa. Đó. Quá trời đông luôn. Đông vui. Để mình vô xem tình hình thế nào nha. Wow, đông dữ vậy. Dịch chưa có ra luôn. Quá trời đông luôn rồi. Bây giờ ở đợi ăn là tới 12 giờ rưỡi chưa có ăn thôi, mình phải về. Bây giờ mà đợi là chắc không kịp giờ. Hôm nay là giá 340 một con vịt ha. Gà thì 280. Nhưng mà có heo nè, có heo quay. Heo quay thì giờ ăn cái gì? Ăn bún. Để hỏi thôi. Quá trời đông luôn. Thôi dịch trước đi. Mua dịch trước đi. Mua trong dịch bao lâu mới có. Ở đây đợi nữa nè, rất là đông luôn. Wow, đông vui quá. Mấy ngày lễ là mình đi mua mấy cái món này là mình đợi lâu lắm. Nên chắc nó mua vịt heo quay. Được nửa cái heo quay hả? Gà đợi khi nào có ăn bên rồi. Là nay đông quá, bánh mì cũng mất số luôn. Quay mua gì ra bánh mì, quay nào bún ra. Dạ nửa cái heo quay sao đủ? Chắc mua thêm con gà nấu cháo hả? Kia mua 2 con gà. 2 con gà luôn hả? Vịt quay đợi lâu quá. Mua cái bánh Bá Trạng hả? Tại đây hỏi cái bánh Bá Trạng này kìa. Còn cái bán bánh Bá Trạng này thấy bán cũng hơi vắng nè, mình lại ủng hộ cô thử. Bánh này bánh gì vậy cô? À hả? À. À. Dạ. Dạ. Là bánh mặn ha, giống bánh chưng vậy ha. À, cô bán này bao nhiêu cái? Hả? 50. À 50. Cô nghe con cái vậy hả? Cô lấy con một cái đi. Mua vậy. À. Mới nấu luôn hả con? Đi chung. Đi chung, đi chung luôn. Bánh này là người qua hay cúng nè đúng không? Dạ. Dạ. Cô bán trong cây dù, che dù cho mát, bán thì nắng quá vậy. Đi mua vịt mà không có vịt, mua bánh về ăn luôn. Quá trời đông luôn nè. Dạ. Không mà chắc không kịp đâu, nhiều lắm, nhiều người đợi lắm. Tiếng reo hò, tiếng hối hàng hối hả của bà con ở khu vực phố Dịch Quay này, đông vui nhộn nhịp, mỗi cái chút chút. Wow. À, bên này thì cả trăm người luôn, cả trăm người đang đứng bốc số này. À. Rồi bây giờ chúng ta đi đi mua gà nha, cháo gà. Đây là Dịch Quay phát hành. Rất là đông cái phố này, những ngày lễ này là tấp nập nhộn nhịp vui. Giờ chỗ Dịch Quay nào cũng xếp hàng hết á, cái đường Bùi Hữu Nghĩa này. Rồi bây giờ chúng ta đi ra cái cháo gà Vân Hương nha, ở đường Trần Phú, giao lộ Trần Phú và Lê Hồng Phong. Trần Phú là Nguyễn Hoàng năm xưa đó. Kế bên đó thì có hai quán cháo gà Vân Hương với lại cháu gà Bảo Anh. Chờ xếp hàng không người ta mua về cúng được không? Phải chờ chứ không có lấy đâu cúng. Đông quá sản xuất không kịp luôn. À, mình đang đi trên đường Nguyễn Trãi nè. Đây có Pizza Hut. Chúng ta đi ngang cái nhà 177 nè. Bây giờ thành cái gallery Quang Chiểu, là cái bán tranh. Chạy nhanh quá nhìn không rõ. Chúng ta tới tới gà đã qua kiểm dịch. Số điện thoại giao hàng tận nơi đây. Ở đây chỉ là hai con đi, hai con gà gỏi trong gỏi. Mua thêm cháo. Cháo được con này, trăm con là có gỏi cháo nhiều không? Cái này gì đây em, nửa con hả? Đây là 135 Trần Phú. Không lấy cháo, không lấy cháo. 35 con có cháo. Luôn. Đây gà Vân Hương. Dĩa nhỏ 50, dĩa lớn 2 người 100.000. Cháo hạt sen đậu xanh. Ở đây là đường Trần Phú nè, giao lộ Trần Phú và Lê Hồng Phong. Bên kia ngày xưa là cái nhà máy thuốc lá Sài Gòn á, nhưng mà bây giờ giải tỏa rồi, chuẩn bị xây cái building lên nè. Trong khi chờ đợi quận quỹ số của cụ già lớn tuổi. Mà ở đâu cũng đông. Mai Tết mà. Mai Tết. Cái này là phục vụ mà. Rất hân hạnh được phục vụ. Hôm nay chị kia đâu rồi? Sợ quá trốn rồi. Sợ quá trốn. Bảo Anh nhiều quá, bánh trốn hơn à. À, của mình đấy mà, của mình là hai phần nữa hả? Không phải đâu, cái này còn nửa con. À. Của mình đây, có của mình con. À. Bữa nay quá trời gà luôn. Ém lại à. À, ở đây giao hàng tận nơi luôn nha. Bà con mình có ăn gà thì liên hệ cháu gà Vân Hương nữa cho một phần cơm đi, một hộp cơm đó, một hộp thôi à. Cháu đặc sệt luôn ha, rất là ngon luôn. Wow. Xa cái ông máy chặt. Ông phá nó rồi. Ông máy chém à? Dạ. Chị em gái chị này. Quá trời gà luôn kìa. Hôm nay chặt tốc độ cao phải kêu cao thủ. Chứ bình thường là chị này chặt nè đó. Em 600.000. Rồi bây giờ chúng ta đi về thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi về nhà nha. Hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Một số hình ảnh ở phố Bịch Quay và những cái hàng quán nhân ngày Tết gửi bà con xem chơi cho vui nha. Rất là đông đúc những cái hàng quán ăn uống. Sài Gòn là vậy, luôn tấp nập hối hả. Đây mình ăn gà với lại uống bình này nha. Việt Star. Hết bình này rồi chị về luôn. Chiều nghỉ. Lắc lên đi cho nó úp ngược lại đi cho nó lắng xuống. Ừ. Gà này nó bán nhiêu con? 300.000 một con, nửa ký heo quay 125.000. Rồi đổi vô luôn không? Để cho cái thầy chọn mình. Cái gì vậy? Không. Ê, khoan. Nhiều cái này không đủ. Tại sạch chưa? Ủa? Trời ơi, không thấy bịch ở đây kìa. Mở bịch con. Khoan, hơn để tí đi. Còn 205. Tí thì trộn luôn chứ tí. Không phải, cái thau nhỏ xíu à, trộn trong bột nó sao trộn? Không vừa. Trộn bên nữa thì đổ ra. Đổ ra dĩa xong rồi tiếp. Trộn vá gì đâu. Không. Nè em bỏ gà vô trộn luôn. Trộn gà vô luôn. Không, gà để riêng nha. Thì đảm đang quá, giờ mới biết nha. Có nhiều cái của em chưa biết lắm. Đúng rồi, em giấu đâu ai biết đâu. Cái lưng còn chưa cho thấy nữa. Wow. Bụi ca đi đổi rồi hả thì sao? Hay uống vậy, góp vô vậy hả? Ly mỗi người ly hả? Ly mỗi người nó còn. Cũng được. À, Hạnh đâu rồi? Chiều xa xuống luôn. À, tiếp tục. Em ăn thịt quay đã. Nay gà là giảm bớt số lượng. Thầy có ăn gà không thầy? Thầy có ăn gà được không? Em bóc em coi cái qua nè. Nó tưởng đâu là gì đâu bắn lên á. Làm như sâm banh như cha nào. Đúng không? Thơm không? Thơm. Rồi nghi ra gót đi. Quan Việt Vesta. Cái này mới chọn. Còn cái đó là để ăn với cái kia mà. Được rồi, nữa đi. Rượu quý. Làm như ngốc bi. Nãy là đổ này vô đây rồi chưa? Nãy là đổ một củ luôn. Có cái chỉ hũ đó rồi. Đổ luôn miếng cũng được. À, nhìn hấp dẫn chưa? Đây nè, pha chén kìa. Thấy không? Đẹp quá. Giác hả? Nhìn thấy màu đẹp ha. Không để đây vô. Rồi. Không, để quay cho, chị quay cho. Đắng quá. Chị quay cho.